Em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin làm một cái video để giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu Sony MD và giải mã không cần đĩa mồi, mang mã model là Sony MDS GE700. Chiếc đầu GE700 này được trang bị mặt phay nhôm màu vàng gold, máy đẹp xuất sắc, đẹp tới 98 và 99%. Mặt mũi góc cạnh là không có một vết xước nào cả. Quắc rất sáng nhá. Và bây giờ em sẽ quay qua cho các bác xem. Em sẽ quay cái mặt trước này. Đấy, rất đẹp luôn. Góc cạnh không có xước xác gì cả. Em sẽ quay lóc máy này. Lóc trên cũng không có vết xước nào các bác nhá. Đây nắp lưng này. Đấy, nắp lưng rất đẹp, hai bên không móp méo này. Nó có mấy vết bẩn bẩn này thôi. Đây là mặt sau này. Mặt sau cũng rất sạch đẹp. Em sẽ quay luôn ruột gan cho các bác xem. Con này nó sử dụng nguồn RCoa. Nguồn này thì các bác lưu ý cho em không được cắm nhầm điện 220V nhé. Hàng 100V. Đấy. Mạch miếc đây. Còn cái ổ MD con này thì thu phát tốt này. Ghi xóa thu phát tốt. Mắt 260A, mắt phổ thông dễ thay thế. Đấy. Rất đẹp. Máy móc em về thì các bác cứ yên tâm là zin 100% nguyên bản, không có sửa chữa và không có mông má gì cả. Và em sẽ đọc cho các bác cái thông số kỹ thuật của con này là điện 100V 11W 50/60Hz. Số CV của nó là 258041, máy made in Japan. Kể cả nó zin từ cái dây nguồn này đi. Dây nguồn con này rất to nha. Và con này thì nó gồm có hai đường quang vào, quang 1, quang 2 và một đường quang ra, một đường đồng trục vào, một đường AV Ramni, một đường AV vào. Đấy, rất nhiều đường cho các bác chơi. Đây là cái mạch đứng này, bộ cơ này, tất cả rất đẹp, bên trong sạch sẽ, không có vết bẩn, không có hàn gì đâu. Thì bây giờ em sẽ giải mã, ấn nút giải mã, các bác chỉ ấn nút rec này thôi. Rồi, bây giờ em sẽ đút chiếc đĩa MD vào để hướng dẫn cách ghi và xóa đĩa và phát lại đĩa. Đấy, em sẽ bấm play để chạy này. Đang say nên trời bèn đỏ đầy, nàng xuống dưới chân gian làm người dương thế. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cách xóa nhé. Các bác ấn nút Edit cho em này. Cái nút thế này. Đấy thì nó sẽ hiện chữ Onret SSC. Ấn phím Yes hai lần cho em. Nút Yes đấy. Được rồi, khi mặt quắc nó báo chữ Burn Index là đĩa trắng, cho đĩa ra. Ấn nút Eject đây. Được rồi, em sẽ đút lại để kiểm tra này.
Đấy. Đã báo là bờ anh đích này, ấn play ấn rec này. Là lòng còn tha thiết yêu còn trong em mong ước ban đầu xin lễ cao trầu ta chung nhịp cầu ăn chung thì em là cô dâu từ khi lễ em từng đêm thơ em lại đút lại để kiểm tra này. Đấy, đã báo một bài 38 giây, bấm play. Lòng còn tha thiết yêu còn trong em mong ước ban đầu xin lễ cao trầu ta chung nhịp cầu ăn thì tất cả những chức năng là của chiếc đầu này em đã test ok. Thì chiếc đầu này em bán với mức giá công khai cho các bác là 4 triệu 700 nghìn đồng. Máy không có điều khiển các bác nhé, sẽ tặng các bác một chiếc đĩa MD, một sợi dây quang dài 1,5 m. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại trên 0966723489 và cũng là cái số Zalo của em. Đấy, thì em sẽ gửi ảnh chi tiết ruột gan góc cạnh cho các bác xem. Đấy, thì các bác mà chuyển khoản đủ tiền 4 triệu 7 thì em sẽ bao cước toàn quốc. Còn các bác ship code thì vui lòng cọc tối thiểu cho em 500 nghìn. Và tiền phí vận chuyển và tiền phí thu hộ các bác sẽ chịu chịu giá. Đấy. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã xem hết cái video này. Em xin chân thành cảm ơn.